Hello, xin chào quý chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Chợ Bình Dương 24 giờ. Thì hôm nay trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn một số dòng, ví dụ như là Vario 125, Vario 160 và Vision, đủ tất cả phiên bản cho anh chị và các bạn ha. Giá này là giá ở đầu tháng 12 cũng như là giá xịt Tết ha. Thì đồng hành giới thiệu trong này thì có em Kiều sẽ hỗ trợ giới thiệu cho anh chị và các bạn ha. Mời Kiều ạ. Hello, các bạn lại là Kiều đây ha. Cảm ơn các bạn đã click vào video của Kiều nha. Thì hiện tại là Kiều đang đứng ở kho của cửa hàng xe máy Khải Quang nha. Địa chỉ là 16/23 Bình Quế A, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương nha. Hôm nay Kiều sẽ báo giá sơ và cho các bạn về cái dòng tay ga đầu tháng 12 ha. Và Kiều sẽ trực tiếp quay bên kho cho các bạn luôn để nhìn đó nhiều kho lại như bên Kiều có nhiều dòng xe ha. Tại vì thường là bên Kiều sẽ tới từ kho để đi qua bên kia để chân. Thì các bạn Kiều sẽ quay luôn cho các bạn bên kho luôn ha. Rồi. Tại vì trong kho thì nó có hơi bụi một chút xíu nha các bạn nha. Rồi khi mà bên Kiều lấy từ kho qua là phải rửa sạch rồi mới đem chân nha các bạn nha. Rồi. Cái bên là Kiều là một cái em Vario 125 phiên bản của 2023 ha. Hiện tại là em này là rất cực kỳ là hot luôn nha các bạn nha. Vario 2023 nha. Mẫu Vario 2023 này thì nó sẽ ra 5 màu nha các bạn nha. Màu này là màu xanh nhám, một trong những 5 màu ha. Vario hiện tại bên Kiều mẫu này bên Kiều có giá là 48 triệu cho cái em này. Bản này là bản cao cấp nha các bạn nha. Khóa này là khóa smart key nha, kèm thêm ổ cắm sạc nha các bạn nha. Màu này là màu xanh nhám nè. Các bạn đó là size nhám luôn. Giá là 48 triệu nha. Nếu mà các bạn mua góp thì chú cho bên Kiều khoảng tầm từ 4 tới 5 triệu thôi là có thể góp được nha. Và thủ tục cực kỳ đơn giản luôn, chỉ cần chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân thôi. Còn ví dụ như bạn nào mà có bằng lái nè, hộ khẩu hoặc là bảo hiểm y tế thì mình có thể đem theo để Kiều hỗ trợ làm cho bạn có lãi suất thấp nhất luôn nha các bạn nha. Và nhớ lên cửa hàng thì có nhớ liên hệ với Kiều để Kiều hỗ trợ các bạn thêm từ 500 tới 1 triệu tiền xăng nha. Rồi. Cái bên là một dòng em Vision nha các bạn nha. Hiện tại là Honda, tay ga Honda Việt Nam nha các bạn nha. Vision. Mẫu này là mẫu cao cấp nha các bạn nha. Mẫu này là cao cấp đỏ và xanh, nó có hai mẫu mình Kiều dẫn kế bên luôn nha các bạn nha. Màu này là bên phiên bản cao cấp. Em thấy đủ mẫu luôn hả? Dạ đúng rồi. Màu nào cũng có nha, kể cả màu là màu zin nè, mà kể cả màu 3D nữa thì các bạn cứ yêu cầu màu nào hoặc là ở trong kho nó có sẵn thì bạn lên lấy luôn, còn muốn lên màu nào thì việc nhắn tin cho Kiều để Kiều lên màu cho các bạn ha. Rồi, mẫu này hiện tại bên Kiều có giá là 32.500 cho các em bản cao cấp này nha các bạn nha. Vision hiện tại đang xuống giá rất là nhiều luôn. Các bạn mua góp thì mình tranh thủ mua góp để bên Kiều làm biển số nhanh trong kịp Tết các bạn nha. Rồi, mẫu này là giá là 32.500 ha. Rồi, góp đi trước khoảng tầm cho bên Kiều khoảng tầm từ 2 tới 3 triệu là góp được rồi, cực kỳ đơn giản luôn ha. Thủ tục thì chứng minh hoặc là căn cước công dân thôi là góp được ha. Rất là dễ luôn. Còn các bạn nào mà muốn lấy luôn cà vẹt gốc á thì đưa cho bên Kiều khoảng tầm cỡ 12 triệu là lấy được cà vẹt gốc rồi nha các bạn nha. 12 triệu là dạ, cà vẹt gốc luôn. Đúng rồi, 12 triệu chỉ cần 12 triệu thôi là lấy được cà vẹt gốc ngay tháng đầu tiên luôn. Bình thường thì chuẩn bị bao nhiêu tiền là mua được? Chỉ cần có 2 tới 3 triệu thôi là góp được. Bên Kiều vẫn đưa cà vẹt photo công chứng của bên ngân hàng có hiệu lực tương đương với cà vẹt gốc cho các bạn luôn nha. Nếu mà liên hệ với em thì được gì không? Dạ, nếu mà anh chị lên thì liên hệ với em để em hỗ trợ thêm cho các bạn 1 triệu tiền xăng ha. 1 triệu tiền xăng nữa. Dạ. Quá sướng luôn. Dạ, các bạn mà có muốn tham khảo thêm dòng xe nào hay là biển số ở đâu hay là hộ khẩu ở đâu hay hóa đơn ở đâu thì cứ việc nhắn tin vào số Zalo bên dưới nha để Kiều hỗ trợ nhanh nhất có thể nha. Okay. Rồi. Cái bên là một em phiên bản cũng cao cấp luôn. Mẫu này sẽ có hai màu, và màu đỏ và màu xanh như nãy Kiều nói nha, sẽ có hai màu nha. Bản này cũng là 32.500 cho các bạn màu xanh này luôn. Cứ màu zin là đồng giá bản phiên bản cho Kiều nha. Này là màu zin nha. Còn bạn nào muốn yêu cầu màu nữa nào nữa thì cứ việc nhắn tin cho Kiều để Kiều lên màu cho các bạn luôn nha. Rồi, này. Okay. Mua góp cũng đi trước khoảng tầm 2 triệu luôn nha. Rồi, màu trắng. Rồi, cái bên Kiều là một em này phiên bản tiêu chuẩn màu trắng. Mẫu này chỉ có giá là 30.500 cho các em này thôi, đã bao gồm thuế VAT nha các bạn nha. Mẫu này 30.500 cho các em này thôi, mua góp là cực kỳ đơn giản luôn, chứ có đưa trước 2 triệu là lấy xe về luôn. Là anh chị. Dạ đúng rồi, nên là anh chị nào cứ việc trong Tết này mua xe về cho tặng bạn gái hay tặng vợ hay tặng người yêu gì đó thì cứ việc tranh thủ mua để mình kịp trong Tết này để mình đi chơi luôn nha. Rồi. Okay. Rồi. Vision cá tính nè. Rồi, cái bên Kiều là một em Vision cá tính bản cao nhất của Vision luôn ha. Mẫu này là mọi là gọi là màu xanh. Màu xanh riêu nha các bạn nha, màu xanh riêu nha. Bản này thì nó sẽ cao hơn so với con bình thường nha các bạn nha. Yeah. Mẫu này hiện tại bên Kiều có giá là 37.500 cho các em này thôi. Mua góp chỉ cần đưa trước khoảng tầm 3 triệu là có thể lấy xe về. Rất cực kỳ đơn giản luôn ha. Mẫu này Vision cá tính nha các bạn nha. Mẫu này sẽ có hai màu, màu xanh và màu đen. Nè, màu xanh nè, màu xanh nhám nè. Còn màu đen là màu đen nhám. Nè, bạn thấy không? Giá cũng đồng giá là 37.500 cho các em bản cao cá tính này nha. Ví dụ như bạn nào mua thì nhanh tay mua trong tuần này để Kiều hỗ trợ giảm thêm 1 triệu tiền xăng cho 1 triệu tiền xe cho các bạn nữa nha. Nhớ là lên liên hệ cho Kiều để Kiều hỗ trợ nhanh nhất cho thể cho các bạn luôn nha. Rồi. Okay. Rồi. Cái bên nữa là một em phiên bản của AB. Bản này là bản 125 phiên bản tiêu chuẩn nha các bạn nha. Màu này là màu xanh của 2023 luôn nha các bạn nha. Mẫu này AB hiện tại bên Kiều giá là chỉ còn hạ chỉ còn là 40 triệu thôi nha các bạn.
chỉ có 40 triệu thôi, quá rẻ luôn ha, rẻ hơn so với lần trước rất là nhiều luôn. Các bạn mua góp cái dòng này chỉ cần trước thôi, bên Kiều khoảng tầm cỡ 2-3 triệu thôi là có thể góp được rồi. Thì giống như Kiều nói là bạn nào mà muốn lấy cà phê cấp thì cứ việc đưa cho Kiều khoảng tầm cỡ 12-15 triệu là lấy luôn cà phê cấp nha. Rồi chuyển lên một cái dòng xe mà bên em đang xả đúng không? Dạ đúng rồi, mẫu một bây giờ thì 160 Vario bên Kiều là xả láng luôn, xả không còn gì để xả luôn nha các bạn nha, cứ xả láng luôn ha. Tại vì con xe nhìn nó hơi bụi một xíu, tại là bên Kiều thì đem từ bên kho qua mới rửa sạch rồi mới chân nha các bạn nha, nên nhìn hơi bụi một xíu ha. Còn khách hàng nào mà lấy thì phải rửa sạch rồi mới lấy được nha các bạn nha. Đây là mình quay đại diện một số mẫu thôi. Dạ đúng rồi. Lượng nhiều. Dạ. Rồi mẫu này là Vario nè, là Vario 60. Bản này là bản ABS các bạn nha. Bản ABS thì bên Kiều ra hiện tại đang giảm rất là nhiều luôn rồi, chỉ còn 59 triệu cho bản ABS thôi nha, đã bao gồm thuế VAT. Còn cái màu này là màu bên Kiều lên 3D nha. Màu này thì lên 3D thì các bạn thêm cho Kiều khoảng tầm 1,5 triệu. Em nói sẽ dao động khoảng tầm từ 60,5 triệu cho các em 3D này ha, một Vario 160 ABS màu 3D nha. 60,5 triệu cho các em màu 3D này. Và cái dòng này mua góp thì đưa trước cho bên Kiều khoảng tầm từ 7-8 triệu thôi là có thể góp được rồi nha. Cực kỳ đơn giản luôn nha các bạn nha. Rồi. Bạn nào muốn mua xe tranh thủ trong Tết luôn nha, hiện tại đang giảm giá rất là nhiều luôn nha. Rồi. Còn màu xanh. Cái bên là bên Kiều là màu xanh, màu này là màu 3D luôn nha các bạn nha. Thường thường 160 thì bên Kiều lên 3D rất là nhiều tại vì khách hàng yêu cầu rất là nhiều nha. Bên Kiều chân ở đây, kể cả trong kho cũng có rất là nhiều màu luôn, nên là anh chị nào cứ lên việc mua màu nào thì cứ việc chọn thôi ha. Còn màu thì đừng có lo, bên Kiều lúc nào cũng có sẵn hết ha. Rồi, mẫu này cũng bản ABS luôn thì giá cũng dao động khoảng tầm từ 60,5 triệu cho các em 3D này luôn. Còn ví dụ như màu rin thì các bạn chỉ có 59 triệu thôi nha. Rồi. Rồi. Cái bên Kiều là một bản Vario 160, bản này là bản CBS thì hiện tại bên Kiều giá chỉ có 49 triệu thôi và cái màu 3D như thế này thì thêm cho Kiều khoảng tầm 1,5 triệu nha, là dao động khoảng tầm từ 50,5 triệu cho các em màu 3D này cho các bạn nha. Vario 150 bản CBS nè, màu 3D, 50,5 triệu cho cái màu 3D này ha. Mua góp thì đưa trước khoảng tầm 6-7 triệu thôi là góp được luôn, cực kỳ đơn giản nha. Rồi, bản này là bản màu này cũng là màu 3D nè, màu này là màu xanh nhám, là bên Kiều lên 3D sẵn cho khách hàng. Tại vì có nhiều khách hàng yêu cầu lên màu sẵn thì bên Kiều sẽ lên luôn, để cho khách hàng lên là có luôn, không còn phải đợi nữa nha. Cái bên là một em màu trắng, màu này là màu zin nha các bạn nha, màu zin, màu trắng nhám. Màu zin nó sẽ có hai màu là màu đen và màu trắng nhám nha các bạn nha, màu zin nha. Bản này là bản màu zin của ABS luôn, giá là 59 triệu nha các bạn nha. Mua góp thì đi cho khoảng tầm cho bên Kiều khoảng tầm từ 6-7 triệu hoặc là 7-8 thì thôi là có thể góp được rồi nha. Okay. Cực kỳ đơn giản thì, luôn. Hiện tại thì Vario thì có rất là nhiều mẫu. Ở đây thì mình quay đại diện một số mẫu thôi. Xe thì khá là nhiều. Thì anh chị và các bạn nào mua thì mình chịu khó mình nhắn tin qua cho Kiều đi. Kiều hỗ trợ cho anh chị và các bạn ha. Ví dụ ngoài ra ví dụ như anh chị và các bạn ở xa thì liên hệ với em được cái gì không? Dạ, liên hệ với em thì lên đây em sẽ tặng nhiều phần quà hấp dẫn nè, như là lì xì Tết nè. Ồ. Hoặc là giảm 50% phụ kiện cho anh chị nào thích gắn phụ kiện thì gắn ha, và lên đây Kiều sẽ hỗ trợ thêm cho anh chị 1 triệu tiền xăng nữa nha. Trời, được này vậy, khỏe nhỉ. Dạ. Rồi ok, thì đó là giá xe ha. Các bạn nào cần Kiều báo giá dòng nào thì cứ comment bên dưới ha. Tại vì xe nó khá nhiều, mình cũng không thể mình quay hết một lần được ha. Ừ. Thì anh chị và bạn nào mình cứ mua dòng nào thì mình cứ tham khảo, mình nhắn tin qua Zalo một cái. Anh muốn cần mua Vario 160 nhưng mà những cái màu này mình không thích thì mình nói là màu này em thích đồ lên hay là như thế nào, cực kỳ đơn giản luôn. Rồi cảm ơn mọi người đã xem clip đó. Cảm ơn chị, like, chào mọi người. Chào.